Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ luyện tay trước khi đi ngủ, đấu một trận trước khi đi ngủ. Mình sẽ bay qua cổng trời. Cổng trời là nơi rất là nhiều bàn phái tụ tập bên kia. Rất khả năng là xuống cho thấy đi. Wow, có thanh niên kia rồi. Có thanh niên kia là có một thanh niên. Mình thấy được một thanh niên. Một thanh niên kia. Rồi xuống lượm súng này chơi luôn. Nó xuống là bị nhanh nữa nè. Không có không có trường không. Có không có trường rồi. Có thể anh hướng nào. Anh thôi. Nhiều khi hai không bằng hai. Cứ đánh cái trưởng bắn súng trường thì đi kiếm súng trường thôi. Ôi trời, thằng này cái chú sẽ có bị chơi không? Rồi. Đặt cái chơi với anh. Không có máy sao? Hết máy không chơi được.
Nhưng mà có bộ vị thanh niên lộn hết rồi. Trời, nó lộn dữ. Trời, thanh niên là kia. Vãi cả thanh niên. Nghe người thanh niên này bắn dữ quá. Cái miệng này là phải giấu mình hả? Chạy phù má này. Chà, còn nắm tay mà bắn cạch 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 nữa. Bây giờ bốn ít. Ây chà, ây chà, ây chà. Thanh niên nó giữa bụi vậy. Chơi bạn ai chơi? Rồi, thanh niên núp lùm xuống luôn. Ôi trời, đúng rồi rồi. Ôi trời. Xui thằng ơi. Xui thằng ơi. Con này, hay vãi. Còn muốn xíu hay chết rồi. Nói vô. Nói vô. Ăn phát bò nè. Dạ. Sao không ăn phát bò luôn. Rồi để tự bắn rồi chết luôn. Mặt máu đây là sống thôi. Chà. Cầm vải. Thôi đi ngủ nha các bạn.